Wow các bạn ơi, tuổi thơ của 9x8XD rồi các bạn ơi. Đây là kẹo Big Ba Bôn. He he he. Ngày xưa mình hay ăn các này lắm, nhưng tại vì nó rẻ tiền, nó chỉ có 1-200 thôi, 1-200 đồng ý các bạn ạ. Đủ loại màu luôn, kẹo con thu luôn này các bạn ạ. Các bạn ăn những kẹo này là phải nhả bã ra nhá, không được nuốt vào nhá. Tuyệt đối là không được nuốt, nhả bã ra nhá các bạn. Hết ngọt thì các bạn vứt đi nhá. Mình chơi 3 màu luôn. Wow các bạn ơi, đây là quả táo hay là quả gì các bạn? Đang chén thử nhá. Ôi bóc không được. Mày dùng biện pháp mạnh à? Rồi ra rồi. Hình như lại là cái bích bạo môn hay sao ấy các bạn ạ. Lần trước mình ăn rồi, nhưng cái này màu xanh như kiểu quả táo các bạn ạ. Đúng rồi các bạn ơi, nó là kẹo bích bạo môn các bạn ạ. Các bạn ăn hết ngọt thì các bạn sẽ vứt đi nhá. Wow các bạn ơi, đây là chiếc búa sấm sét khổng lồ trong game. Chiếc búa này là đánh như kiểu nó cầm búa này, nó gõ một phát vào cái nút để xong nó bật lên năng lượng lên các bạn ạ. Là xem mà sức búa nó có lặng hay không. Mình hôm nay mình sẽ thử nhá, chơi xem nó như thế nào. Búa có đủ màu luôn, xanh đỏ tím vàng luôn các bạn ơi. Kiểu cầm như này này, cầm này gõ phải, cầm như này gõ này qua lên. Ó nó có nhạc hay sao? Gõ là nó có nhạc, các bạn này, gõ thì mạnh vào nó có nhạc cơ này. Đấy. Chăm hút đây. Tại vì người ta khắc cái hình nốt nhạc ở đây thì mình mới biết là có nhạc đấy các bạn này. Nhưng bên trong không biết có gì không. Wow, thì ra bên trong cây búa là kẹo. Cũng có vị cam cam, vị C thôi các bạn ạ, vị bột thôi nha, nào nó chỉ đến. Các bạn ơi, kem thăng long của mình đã ra lò nhá. Thăng long thì là rồng nhá các bạn ơi. Mời các bạn chơi.